hôm nay đánh xe xuống để đổ đường cho nó sạch. Ở nhà nó ra đổ đường bê tông. Vâng. Đường đổ đường cho sạch để cho nó đỡ trơn. Đổ đường cho sạch đi nó đỡ trơn. Vâng ạ. Đấy, không nhờ hai bố con vất vả quá. Hôm nay em cho cả xe cả máy xuống đổ cho anh em nó xuống đổ hộ. Vâng. Đổ cho nó sạch sẽ. Thế tí hai bố con đi hộ luôn nhỉ? Hai bố con ra hộ tí. Vâng. Xem hộ được thì. Được anh. Vâng. Vâng, sáng như nào? Vâng. Cuốc kẻng dưới kia có hết rồi nhỉ? Vâng. Đường bằng này thôi nhá. Để đường này để đổ bằng này để cho đỡ trơn đi nhá. Đổ ra kia đỡ trơn. Và đổ vào trước này thôi. Đổ trước này thôi. Vâng vâng. Cho vào kép. Hai bên một cái cách xa xa ra hiện. Đấy, đóng thế đấy. Đấy. Được rồi, đừng để cho nó bừa ra ngoài. Được rồi, cứ thẳng dây thôi. Thẳng dây đây này nhá. Đóng thẳng dây thôi. Con để đủ đường đấy. Ghép thẳng cái chân dây này là được. Kéo cho nó thẳng, có cái nút cọc cú ở đấy. Đấy, nó có cái cọc cú đấy, cứ thế mà thẳng thôi. Đi ra phân cỏ anh ơi. Đi ra cái phân cỏ. Đi ra em đưa cho đi cho. Không có đầu này được rồi. Ở bên ở đằng giữa này thì nó sẽ bị lệch nọ lệch kia, nhưng mà đang lấy nhá. Cái này đang đọc kim cương của mình là 4 mét đúng không? Nắng nóng chưa? Cỏ đi, anh vâng. Đi phát hết cả cỏ dưới ra ngoài kia cho em. Vâng ạ. Phát cho nó sạch đi. Vâng.
lấy khẩu trang không?
đứng lên cái nóc xe này nhá. Vừa vừa đấy. Vâng. Nó mới đều ra. Hai cả tông giống gì nhá. Thank you.
ghép vào đi, dưới đây. Để trên kia nó khô rồi, không cần cọc nữa. Còn hết cọc nữa, cần. Ông căng cái này đi. Cái này có thằng.
biết thôi, đấy ăn cà thôi, chưa được biết là. Tuyến ơi, cho vào xe nối đoạn kia về đây. Về đây đi à? Thank you.
để muộn một tí. Để dọn máy vào đi, lấy vào xe vào đi. Cái trang để đánh.